Nè, mình quay cho anh em xem cái con đột biến nè, biến này ve máy rồi nè. Con này thì cái nết dữ lắm, cái nết anh em, con này mà lên rồi mà thấy cái nết. Về cho anh em coi ve máy nè. Con này thì bữa nay nó chắc gần 2 tầng, gần 2 tầng anh em. Chim thì cầm lòng còn cao nha, nhưng mà đút ăn trên tay là bình thường nha anh em. Con đột biến nè. Anh em nhìn gần cổ giờ đầu nó vàng thấy ghê không, nó vàng vòng qua luôn anh em, vắng giống như mà nguyên cái phen vàng. Cho anh em xem như đó thôi, tim vẫn còn chơi nha, nhưng mình quay như đó thôi nha anh em. Đó, quay cho anh em coi.